Năm 2020, chàng kỹ sư trẻ Lê Quang Hiếu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội vinh dự nhận danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và được bình chọn là gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Sự ghi nhận ấy không chỉ là nguồn cổ vũ động viên mà còn mang đến cho anh những cơ hội khi lãnh đạo chỉ huy đơn vị tin tưởng giao cho anh chinh phục nhiệm vụ rất khó, đó là xây dựng hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất Việt Nam. Nhiệm vụ được thực hiện thành công với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng đã đưa Lê Quang Hiếu trở thành Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Doanh nghiệp, một trong những chỉ huy đơn vị trẻ tuổi nhất của Tập đoàn Viettel. Khi mà đạt được cái danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân ấy, nó có hai ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó giúp cho một cái người trẻ như mình được tiếp xúc với những người giỏi hơn mình và thậm chí là trẻ hơn mình. Khi mình nhìn mình được tiếp xúc với những người như thế thì mình biết được mình đang đứng ở đâu. Cái thứ hai nó là một cái niềm động lực để mà cho mình thấy là mình phải cố gắng phấn đấu như nào đấy, mình phải về mình xây dựng đội ngũ, mình phải lan tỏa cái tinh thần đấy để làm sao đấy để có thể đạt được những cái mục tiêu cao hơn. Được vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018 là động lực, là niềm tự hào luôn thôi thúc đồng chí Nguyễn Châu Ngọc trong mọi công việc. Sau 5 năm, thiếu tá Nguyễn Châu Ngọc tiếp tục được tạo điều kiện học tập, phát triển và giữ cương vị Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 201, Lữ đoàn thép của binh chủng Tăng Thiết Giáp. Bản thân tôi tiếp tục học tập và nâng cao cái trình độ công tác cũng như rèn luyện bản lĩnh chính trị và xây dựng ý chí quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và thường xuyên quan tâm giúp đỡ đồng chí đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch của cấp trên và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Còn đối với Trung tá Nguyễn Long Võng, hiện đang giữ chức vụ Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5. Sau 10 năm đạt danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, anh tiếp tục ghi danh với nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác. 5 năm liên tục được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khẳng định mình. Với anh, ngọn lửa của nhiệt huyết, khát khao cống hiến chưa bao giờ tắt. Và ngọn lửa ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng là phải cố gắng hơn nữa để ra sức học tập, rèn luyện bản thân mình để là tấm gương để cho những đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình noi theo, không ngủ quên trên chiến thắng. Xung kích, sáng tạo, khát khao cống hiến và khẳng định bản lĩnh, đó luôn là tinh thần của thanh niên, tuổi trẻ toàn quân. Danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng chính là mục tiêu cũng là động lực cho sự phấn đấu của nhiều thế hệ thanh niên quân đội.